lại tiếp tục một ngày nữa mình ra vườn. Có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó cả nhà nha. Coi trái nè. Nè không? Mấy cái trái su của mình hôm nay á, nó hơi bị già rồi. Coi nè, trái nào trái đó nó to, dễ sợ to chưa? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay cùng đi ra ngoài vườn, có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó nha. Sẵn một ngày không đi làm, mình ra thu hoạch rồi mình chăm sóc mấy cái cây luôn. Mấy cây cà chua, mấy cây rau củ quả của mình á. Mình chăm thêm mấy cái phân gà hoặc là phân bò vô cho nó, thì cho nó có sức nó ra trái, mình tiếp tục ra thu hoạch. Nay là già trẻ lớn bé gì là mình cũng hái nha. Tại vì mỗi một tua mình ra đó là mình sẽ thu hoạch luôn. Để đeo cái bao tay vô. Tại mấy cái su su này á, nó có mũ với lại sẵn một hồi á mình bón phân nữa. Ây dù. Hôm nay mình cũng phải cắt tỉa bớt mấy cái lá này nữa nè. Cái này là hai trái nè. Ồ, cái trái này nó già rồi. Ôi ôi, nó rớt. Rớt lên cái điện thoại. Che được cái bản mặt chứ nếu không là thôi rồi. Thu hoạch gì đâu mà rớt cái phép. Hình như mình thấy đeo cái bao tay này á, thu hoạch nó khó hơn nha. Cái su su, cái vỏ của ngoài nó bóng bóng á, cho nên là mình cầm nó trơn. Ôi ôi. Mấy cái trái này nó cứng rồi. Wow, quá chừng luôn rồi. Bắt đầu bây giờ là thời tiết mình thấy nóng rồi nha. Mấy bữa nay á, là mình thấy bắt đầu nóng lắm luôn rồi đó. Chú ơi, cái trái này nó quá chừng là khủng khiếp. Trái này là chọi là bể cái đầu. Cả nhà ơi, coi nè. Ôi ơi, già rồi, ăn uống gì nữa. Quá chừng luôn. Bữa cơm. Quá chừng hôm nay là coi như là mình bội thu cái su su này luôn á. Quá chừng trái luôn. Đầy cái cầu thang này của mình luôn rồi nè. Sẽ xích lại đây còn một số trái này nữa nè. Trái nó nhỏ thôi chứ không lớn nha. Mình thu hoạch nó luôn. Mấy cái này coi vậy chứ chừng vài ngày à, 2 hoặc 3 ngày à, mình không hái á là nó dạ trơn rồi. Xỉa nào xỉa đó, nó nặng dữ lắm cả nhà, chia làm hai để mình kiêng vô. Cái đám cao cần tàu này của mình á, lần này mình thu hoạch là lần như là lần thứ hai, thứ ba gì đó. Rồi sáng mình thấy nắng lên,
bây giờ bắt đầu ui ui nữa rồi. Cho nên khi mình quay á, nhìn nó nhè nhè, nó không có được rõ. Vì cái đám rau này mà chắc mình phải đi mua mực về mình xào ăn rồi. Xào mực ăn rất là ngon nha. Hoặc là mình nấu hủ tiếu á, mình ra cái mình chỉ ngắt ngắt vài cọng bỏ vô là ra cái mùi hủ tiếu liền. Cứ ôm cái rổ không đi ra ngoài vườn một hồi á là đầy rổ rồi cả nhà ơi. Ngày nào cũng vậy hết, không đi làm ở nhà đó là cứ ra vườn dọn dẹp, thu hoạch cái này cái kia. Cái đám rau bên đây nó cũng không có tốt cho lắm, nhưng mà thôi cái tua của nó đó mình cắt cắt luôn. Cái khuôn rau này của mình á là cứ bị mấy cái con gì á nó tới nó cứ đào lên, rồi cứ mình cứ ghim xuống lại, rồi cứ nó ra nó đào lên, mình ghim xuống lại mấy lần luôn rồi đó. Có nhiều người coi video của mình á, thấy mấy cái thùng mà thùng mót trắng này nè, hỏi mình là mua ở đâu. Mình không có mua cả nhà nha. Mình có người thân làm ở trong chợ Việt Nam á, rồi cái mình nói cậu mình xin mấy cái thùng này là ở trong chợ Việt Nam á, khi mà họ nhận mấy cái hàng về rồi họ cũng lấy hàng ra họ bỏ đó, họ bỏ rồi cái mình lụm về mình xài thôi chứ không có mua. Cho nên là nếu mình có quen ai thì mình hỏi để mình xin về, mình không lấy họ cũng bỏ thùng rác hết à, tại họ đâu có lấy mấy cái thùng này lại làm chi. Đây được nguyên một rổ rau hai loại nha, cần tàu với cần nước. Bây giờ còn rau cải cúc của mình nữa nè, với lại rau chân vịt kế bên đây mình sẽ thu hoạch luôn. Chắc năm sau là mình sẽ không có trồng cái loại rau này nữa, tại vì mình đã thử mình trồng hai lần rồi, mình thấy trồng cái rau này nó cực quá, nó dễ bị sâu quá. Cái rau này thì nó ăn ngon lắm, nếu mình trồng được là ăn thích lắm luôn á, nhưng mà nó eo ọt quá cả nhà. Năm nay năm thứ hai rồi trồng vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Chăm cái rau này nó quá cực đi. Ở ngoài chợ á họ bán một bó vậy nè, nhiều khi là 2 đồng á, 1 đồng 99 sen. Còn chợ đại hàng này có khi nó sale 1 đồng một bó thôi. Khó đi ra ngoài vườn thu hoạch một hồi vô á là khỏi đi chợ mua rau cải cả nhà nha. Coi nè, nguyên một rổ 3 loại rau. Mình còn một loại rau cần tầng ô chứ, đó đằng kia kìa mà đầy cái rổ của mình rồi, qua bên đó mình thu hoạch luôn nha. Mấy
mấy cái rau này nó dễ lắm, chỉ cần mình cắt á là nó nhảy cái nhánh mới mình ăn à. Mà mình càng cắt á là nó càng có cái nhánh nó nhảy nhiều hơn. Vậy á nha, nếu mình thu hoạch vô á là mình nấu được cả hai nồi chứ không phải một nồi đâu, nhiều lắm. Nó có bông rồi mà cái cọng của nó non trong à. Mình để dao vô mình cắt mình biết. Năm nay mình trồng cái khuôn hành tây này á, mình thấy làm như nó thất bại rồi, không thấy nó ra củ gì trơn á, trội á cả nhà ơi, nó chỉ có cái thân nó mọc lên á như vậy nè. Trời ơi, nhổ cái củ kia chưa coi nè, nó chỉ vậy thôi. Mấy năm trước á mình trồng á, nó đậu cái củ lên mặt đất nhìn thấy ham lắm, tròn quay à. Này là thất bại rồi nè, đâu có củ kia gì đâu. Ây cha ơi, giờ làm gì nó đây. Tức ơi là tức chưa, cái này là hành lá rồi. Lấy mấy cái thân này đem vô á ăn cũng được. Cái này nếu mình làm xiên á, mình cắt mấy cái thân này nè, mình bầm ra mình cháy lên ha, để dành ăn. Được một củ duy nhất là nó bự, nó đội lên trên mặt đất như vậy thôi. Bởi vậy khi mà mình trồng á, cũng có lúc này lúc kia. Có khi mình trồng á, mình không biết lý do tại sao luôn, mình cũng trồng vô cái tháng đó, mùa đó, nhưng mà nó không ra củ, nó không ra lá tươi tốt. Bây giờ mình sẽ qua phía bên đây để mình bón thêm mấy cái phân gà đó, hoặc phân bò, vô mấy cái cây cà chua, ớt chuông với lại dưa hấu nè, nói chung mấy cái rau cải trong chậu đó. Có nhiều người hỏi là mấy cây trái mình trồng ở nhà là mình trồng mấy cái phân nào, thì thường là mình mua phân gà hoặc là phân bò mình đem về nhà đó, cứ mình cắt cái bao ra để cho nó ra cái độ nóng á. Rồi khi mà mình trồng á, thì mình trộn với phân gà hoặc phân bò, thì mình trộn với phân đất ở nhà của mình có sẵn nè, với lại pit moss, mình trộn nhau lại. Mình trộn là mình trộn tùm lum hết á. Có khi á, thì mình có trộn cái đất gia đình xôi á, cái loại mà trồng trong chậu đó. Nói chung là mình trộn tùm lum lại hết trơn á, chứ là mình trồng thôi. Trái thấy mê không? Ôi cưng ơi là cưng luôn, con này cả nhà ơi, trái nè. Khi mà trồng xuống rồi á thì cứ cách 2 tuần hoặc 3 tuần gì đó, cái là mình ra mình chăm thêm ở dưới cái gốc cây của nó. Tại khi mình tưới á, với lại cây nó lớn rồi đó, cái rễ nó bung ra nhiều, cho nên là mình phải chăm thêm mấy cái phân gà hoặc bò lên. Nhưng mà mình nhớ mua trước về mình gạch cái bao để cho nó thoát cái nóng cả nhà nha, chứ nếu mà mua về mình chăm vô liền nó cũng nóng lắm á, nóng cái dễ lắm á. Mấy cà chua này nè, nếu mình rảnh á mình ra mình lạc bỏ mấy cái lá già nó đi cho cái cây nó thoáng, chứ là nó cũng không có cần phải nuôi mấy cái lá này. Cái nắng
hoạch, cắt tỉa, phân bón hết rồi. Mấy cái cây này là mình nghĩ chừng vài tuần nữa là sẽ có cà chua thu hoạch nha. Trái thì nó cũng đã có rồi nè, nhưng mà mình nghĩ là khoảng mấy tuần chứ không phải mấy ngày đâu. Cà chua nó cũng lâu lắm, cái trái cỡ đó là cũng lâu lắm. Hy vọng là nó sẽ chín trước khi mình về Việt Nam cả nhà nha. Coi nè, cái trái của nó là cưng không? Ồ, cái cây này nó sai quá chừng sai luôn đó. Quá chừng luôn chưa? Bên đây nữa nè. Ồ, ôi, quá chừng trái không? Chín mau mau, chín mau mau. Cho tôi thu hoạch coi. Cái công sức mình trồng á, mình ra mình thu hoạch thấy mê lắm cả nhà ơi. Thương không nè. Nó ra chùm nào là đậu hết chùm đó luôn á, cưng chưa? Mấy cái rau này mình để chút xíu thôi là bắt đầu là nó quéo lại rồi. Hết chỗ để rồi mình cứ dồn nó vô cho một rổ này nha cả nhà. Ôi ôi thấy mê chú coi nè. Chị đi ra thì cái xịa trống rỗng à. Khi trở vô cái xịa nó đầy dung nè. Trở ra vườn cũng vậy là mệt đuối luôn á nha. Nhưng mà bù lại là mình thu hoạch được như vậy nè. Đã mê dữ lắm. Mình lấy một ít rau tầng ô á, một hồi vô nấu nồi canh. Với lại thịt kho khô hoặc là khô chiên nữa là có một buổi chiều mình ăn rồi. Đây cả nhà coi nè, hai rổ su su, một rổ rau chà bá luôn. Hình như là tới 3 tới 4 loại rau trong đây. Thôi mình cũng xin tạm ngưng cái video đây cả nhà nha, mệt đuối rồi lả người luôn á. Quá chừng luôn, tại vì không những thu hoạch không mà mình còn phải dọn dẹp với lại chăm sóc mấy cái chậu cây á, lâu lâu mình phải chăm sóc nó chứ nếu không là nó không có đủ sức. Tại mình trồng ở trong chậu nó nhỏ cho nên là mình phải chăm nó. Nó có sức nó ra trái để mình ra mình thu hoạch. Nóng dữ lắm, nóng luôn. Bây giờ mùa này là nóng lắm rồi. Thôi mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để có thể tiếp tục theo dõi những cái video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye.